ban cho trần gian cho ta nhiều mơ mộng. Cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời dân, người thì lao đao còn người kia trong sáng dầu. Kiếp sống vô thường quá nhiều khổ đau, đời từ mây bay đâu ai hay làm kiếm người. Nơi chốn du hành là địa ngục chân gian, mà sao ta thì buồn vui sướng khó như mây chiều vào. Đời tựa chim bao đêm thâu đêm nhiều chăn trở, hay sống thương. Xin chào anh em nhé. Clip này thì đang thực hiện test những chiếc đẩy bãi. Đây là một trong những cái chiếc đẩy mà bên cửa hàng gửi rất nhiều cho anh em. Và với dòng công suất này thì nó đạt 800W trên một cây anh em nhé. Anh em có thể đánh được nói chung là 2 cặp 30 16 dòng chơi đầy nhà anh em chơi được. Thì ngày hôm nay thì có nhận được một đơn của một anh khách hàng ở Vũng Tàu, thì tiện đây thì ghép test cho anh nhé. Con này thì ngày hôm nay có test cho anh Khánh này. Anh có địa chỉ ở phường 8 thành phố Vũng Tàu. Cũng thông báo giá để cho anh em có thể biết nhé. Với chiếc đẩy này thì hàng ngày cửa hàng vẫn gửi cho anh em. Và với mức giá ở miền Nam đấy thì anh em thêm 50.000 tiền cước. Nói chung là giá của nó là 3.3 triệu tại cửa hàng anh em nhé. Chung là miền Bắc và miền Trung thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ cước cho anh em. Thì số điện thoại cửa hàng là 0396855899 và địa chỉ cửa hàng ở phường An Lạc, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Cảm ơn anh Khánh rất là nhiều. Ngày hôm nay thì những cái đơn hàng của những cái mã cao hơn, những cái mã BFH600 thì cũng được đóng cho anh em. Thì có những cái video thì anh em có thể xem được, và có những đơn hàng của anh khách hàng thì không test được trên kênh thì mong anh em thông cảm nhé. Chung là với cửa hàng tôi thì khi test nhạc cho anh em cũng như khi quay gửi cho anh em thì những sản phẩm đều được tuyển chọn khá là kỹ, anh em yên tâm, chế độ bảo hành khá là tốt cho anh em. Với dòng công suất này thì nó 800W trên một kênh, công nghệ của Mỹ anh em nhé, công nghệ của Mỹ, hàng công nghệ Mỹ. Thì đánh mọc cho anh em thì toàn đánh một cặp loa bắt 40 này, dòng côn 100 này, dòng B3, nói chung là từ to họng lớn nhá, từ to họng lớn. Cái con này thì được giải lời rất là sáng. Đấy, bên mạch cho nó nhá. Mạch này thì mạch class H. Và với vôn của nó thì rất là đảm bảo luôn, nó lên tận 200V. Nói chung là dòng công suất mà vôn lớn nhất thì là vôn 200V, lọc nguồn rất là cao. Và hàng thì bao zin cho anh em luôn nhá, bao zin. Clip này test nhanh cho anh em thôi. Nói chung là hàng ngày thì vẫn gửi cho anh em rất là nhiều. Thì giá thành của nó là 3.3 triệu anh em nhé, 3.3 triệu. Anh em có nhu cầu thì đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với số máy cửa hàng 0396855899.